sĩ Diệp Chí Huy đâu ạ. Xin mời nhạc sĩ Diệp Chí Huy lên sân khấu. Dạ, mời anh. Dạ. À, thưa các anh chị, chúng ta đã biết MC của chương trình rồi. À, nhiệm vụ của tôi hôm nay là chỉ bắt một cái nhịp cầu nho nhỏ của anh Diệp Chí Huy đến với những người nghe nhạc của anh. À, sẽ có một vài câu hỏi cho anh. À, các anh chị cũng biết là 10 năm trước đây khi tôi còn làm việc trên truyền hình, những chương trình trực tiếp, thì những câu hỏi của tôi đối với các nhạc sĩ là không bao giờ tôi cho biết trước cả. Đơn giản là tôi rất là muốn các nhạc sĩ họ trả lời ngay tức khắc để khán giả biết lúc đó họ nói thật hay là nói tránh đi. Huy cũng vậy, Huy sẽ không được biết trước câu hỏi của tôi. Mặc dù con năn nỉ là em không có nói năng trước đám đông giỏi, em bảo ở đây không cần phải nói hay, không cần phải nói giỏi, không cần phải nói khéo, chỉ cần nói thật thôi, phải không ạ? Câu hỏi cho Huy này. Tôi có đọc một bài viết của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân ấy. Anh viết về cái bài Ngày Gió Qua Sông là chủ đề của chương trình đây. Anh nói là có một gã chở gió qua sông và chờ những câu hát quay về. Huy có thể nói thêm điều này với lại quý vị khán giả, các bạn của mình. Câu hỏi dễ phải không? Xin trân trọng kính chào tất cả các anh chị và bạn đã đến dự cái buổi đêm Ngày Gió Qua Sông của mình hôm nay. Và bớt hồi hộp, không có gì, toàn là bạn bè, những người thân của với mình. Với anh Hùng Dũng Nhân thì có khá nhiều kỷ niệm ấy. Nhưng mà trong cái vụ viết lách này ấy, thì anh Nhân cũng rất là, anh viết rất tức thì những câu mà đại anh em đang chết qua chết lại ấy, thì mình nói đang cái việc đang làm là sẽ làm cái Ngày Gió Qua Sông ra mắt album, CD album Ngày Gió Qua Sông. Thì anh chat là nguyên văn một câu như thế, và anh viết một bài mà sau này ở báo Công an thành phố Đà Nẵng đã có đăng, là bài Ẩn Số Diệp Chí Huy. Thì anh Nhân viết rất nhanh, viết anh không có sửa lỗi chính tả, không chấm phẩy, nhưng thành mọi bài báo rồi anh đưa cảm nhận của anh Nhân về đó. Thì cái câu mà anh Nhân đó là chờ những câu hát quay về, anh viết như là một lời thơ. Thực sự thì Ngày Gió Qua Sông, Ngày Gió Qua Sông là có lẽ là một cái gì nó khốc liệt nhất đối với con người chúng ta. Rồi có một ngày nào đó chúng ta đều phải đi qua cái ngày đó. Và cái thứ mà Ngày Gió Qua Sông thực sự thì nó hàng ngày buổi sáng hầu như ngày nào tôi cũng đi qua cái cầu quay sông Hàn để tôi về phía bên kia sông. Tôi thường qua đó để viết lách nữa. Thì có một ngày giữa buổi trưa hè, rất là ngạc nhiên khi mình đi qua cầu được xuống đường Trần Đạo, và gió cảm giác như là nó muốn thổi cả người mình và cái chiếc xe đi luôn. Thì mình nghĩ là tại sao mà gió mạnh như vậy? Bên kia sông, bên đường Bạch Đằng thì đi qua không bình thường, đi qua cầu bình thường, mà bên này sông gió quá mạnh liệt. Và cái từ mà gió qua sông bắt đầu nó nảy ra một cái tứ là, nhưng mà cái tứ đó nó nảy ra đến từ mùa hè và đến tới bây giờ. Tới tôi viết bài này tháng 11 là tháng mùa thu, từ mùa hè tới mùa thu 6 tháng để viết xong cái bài này. Nó ám ảnh dài dẳng, viết thì đó. Có nhiều lần muốn nỗ lực viết nhưng mà nó không xong. Và tôi suy nghĩ nhiều về cái ngày đó. Tôi nghĩ là nếu mọi người ai cũng nghĩ đến ngày đó, chắc là người ta sẽ, chúng ta sẽ sống không có gọi là vung vén mà sống tử tế hơn. Thì và các cái sự kiện của ngày cuộc sống ngày hôm nay như là Steve Jobs qua đời, ông để lại những cái điều ông suy nghĩ của ông, cũng giống như là ông chủ Facebook bây giờ ông chia sẻ tài sản của ông. Thì tôi nghĩ nếu như ta nghĩ về Ngày Gió Qua Sông thì chúng ta sẽ thấy sống có lẽ là nó tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn anh Huy. Một câu hỏi nữa thôi và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình nhé. 2 năm rồi từ ngày tôi về Nếm Lại Ca Dao cho đến bây giờ, anh có gì mới cho Ngày Gió Qua Sông trong chương trình này? Vâng. Cái này mới nhất, mới đúng là mới, nghĩa là toàn bộ những cái bài hát của
Ngày Giáo Hoa Xong, tức là trong cái album này, là những ca khúc viết khởi viết từ tháng 10, tháng 9, tháng 10. Và tôi xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Hoàng Phạm Hồng Biển từ Sài Gòn ra đây. Xin mời Phạm Biển đứng lên. Đây là nhạc sĩ Hoàng Phối Khí đã cộng tác với Diệp Chi Huy để ra mắt album này. Hầu như các sáng tác trong album này là do Phạm Hồng Biển viết bằng phối. Và Phạm Biển là người cũng đã truyền một cái cảm hứng. Khi tôi viết xong, tôi được gửi cho Phạm Biển, thì khoảng dăm ngày sau là tôi có bản phối. Và tôi đi ghi âm trong phòng thu. Rồi là sau đó tôi lại viết là Phạm Biển phối. Cứ thế. Cho nên là cái album mà không, các bạn nghĩ là một cái album thực sự ra, nếu mà người nào làm việc sẽ biết, để một người ca sĩ nắm được một cái bài hát mất phải 3-4 tuần để bước vào phòng thu. Và khi cái bản ghi âm đó, nhiều khi trước chắc đã là sử dụng được đâu, tại vì nó sẽ có những cái lỗi mà nó. Và cái người ca sĩ hoặc phòng thu bắt đầu sửa lại, nó mất phải vài 3 tuần nữa. Nghĩa là sao? Tức là một bài thôi, mà cả một album như thế thì làm một album rất là lâu. Nhưng mà nhờ cái Phạm Biển cũng chịu khó, nhiều lần các bạn sửa 7-8 lần đó. May qua mà lại, tại anh em nó gần nhau, nó sửa 7-8 lần nhau, anh cũng sửa, cũng cầu nhau. Ý em thế này, em thế kia, nhưng mà cuối cùng là cái album hoàn thành. Chứ là cảm ơn Phạm Biển. Thì cái điều mới mẻ, như là bài hát mới, ca khúc mới, tất cả các thứ. Duy có 3 bài, nhưng mà ba bài này thật sự là 3 bài đã được công chúng yêu thích. Đó là bài Tôi Về Đếm Lại Cây Dao, Như Cây Đã Khô và Chỉ Xin Đã Cả Lần. Thì có sử dụng lại trong bài này. Mà mình nghĩ vì tại vì mình cũng không có ra album nào rộng rãi, cho nên là mình đưa 3 bài mà được bạn bè thích đưa vào album. Thì cái điều mới mẻ nghĩa là trong album này rất là mới. Và nó phát hành đúng ngày 1 tháng 1 năm 2016, ra mắt tại Sài Gòn vào ngày 3, và ngày hôm nay là ngày 8, để giới thiệu với cả những người anh em mình ở Đà Nẵng cái album này. Xin cảm ơn Huy, và chúng ta có thể tiếp tục chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Huy sẽ tiếp tục chương trình. Xin cảm ơn những chia sẻ, phần giao lưu của nhà thơ Đỗ Trung Quân, và những chia sẻ rất thú vị của nhạc sĩ Diệp Chí Huy.